Giàu dữ trời. Giọng số 4 quen ai? Hả? Giọng tôi á? I got 5 eliminations just now. Tôi mới chơi với ông lần đầu mà. Tôi nát xì. À, giống giọng ông ấy á. Tôi nghe có giống đâu nhỉ? Rồi, thấy là giống rồi đấy. Mấy đứa bạn tôi cứ kêu giống nhưng tôi nghe chả thấy giống gì cả. Giống ấy. Nhiều khi tôi còn bật lên để tôi so sánh mà tôi chả thấy. Thật đấy. Bãi trưởng. Như vậy đứa ngứa lên chim ấy. Mới luôn. Cái gì vậy? Thế giống ấy. Có 5 mua Kimi mới luôn này. Phải im cái mỏ này thôi. Ừ đúng rồi, xe mới. Chiếu hồi trước em quay học theo anh quay mấy cái cái gì. Quay 10.000 USD, quay từng tí. Ừ. Không được đâu, lừa ra. À, thế là... thế thì mình xin lỗi bạn. À, nhưng mà mình có dạy ai cái gì đâu, ớ. Em xem lại. Quay xe giá rẻ. Bắn cái điếu gì mà căng vậy? Bắn đâu anh? Trong nhà. Đây à? Trong nhà. Ui, vào đầu mẹ, rồi. Thằng này bắn kiểu gì nhở? Sợ thế. Ui, cứu được. Cứu được, vẫn ổn. Đây. Đây. Anh tốn đời em tí. Bắn vào đầu rồi, bắn. Bạn yên tâm, mình chui giúp vào cái xóa này, nó không tìm được mình đâu. Đây, bạn cứ vào nhà cái, bạn nhìn mình ngay. Mình đang giúp ở một cái xóa kín lắm. Ui bạn ơi, màu xám lắm rồi, màn hình xám. Ờ. Mày quá. Anh bình tĩnh. Nhưng mà nó xám lắm rồi, sợ. Mấy thằng rơm rơm mày, em lo được. Nó bắn kinh quá. Mẹ mình còn máu trẻ. Anh. Mình còn trẻ người non dạ. Gặp mấy thằng như này không biết xử lý hay sao. Không biết xử lý sao, em biết chơi như nào. Ui. Thế là hết rồi đấy. Gọi bạn Chip quay lại nút đồ đi. Chip ơi không cần đi nữa đâu, hết người rồi. Trên này có người mà. Ô, trên nào. Ủa Chip đâu nhỉ, không nhìn thấy trên bản đồ luôn. À đây. Boss này sao ấy? Mày em bắn 12-49 rồi. 12 bắn 49 nó fix lại rồi mà. Mạnh vãi trưởng ấy. Mẹ cút vừa xong bắn lên đầu nó có chết đầu lên đầu vào người mấy tiên rồi xong thằng kia nó bắn chết mình rồi. Dạo này game nó ngoài ảo thế nào ấy. Mình nó bẹp cái chết luôn. Thật. Chumina. Đây đang tới đây. Đi rồi bạn. Ôi trời. Có người. Thành pinh phát em đâm sang. Nó ngay trước mặt mình luôn. Ôi. Lắt liều. Don't give up. Your teammates can still recall you. Mẹ nó chứ. Con đang. I'm recalling a teammate. Thanks. Trời ơi. Ăn được con boss em thì lag giờ. Ăn được con boss thì nó cái ad mất xong nó còn giết nữa. Khổ thật sự. Đúng đời. Ô kìa, Godzilla. Watch out. Em chết. Thằng gần đâu nhỉ? Chưa thấy thằng gần. Thằng gần chết rồi.
ok. Mình nghi cứu các anh em à. Lia anh em. Bãi nồi. I'm recalling a teammate. Họ sẽ bị lia lia bên rồi. Bên rồi. Trên này còn có anh. Qua đi không? Mình cứ đi lùa nó luôn không anh? Lùa đi. Thì em còn nút đi đồ đã. Còn gì nữa đâu mà không phải trận trước là ăn chút. Ui, chip máu thế bay lên luôn. Trên đầu em này, trên đầu em. Không phải trên đầu mà là nó ở trên chỗ này này. Ôi. Ôi cái thằng SS đấy, cái thằng SS đấy, cái thằng mình gặp ban đầu đấy. Ở đấy đi, ở đấy. Ui. Em bảo ở đấy mà đúng quá. Wow, chỗ này có này. Em ngồi trong góc đấy cũng được, nó đâu thấy em đâu mà. Anh hồi sinh đi, anh hồi sinh. Không, nhưng mà chip hết hồi sinh rồi. Cho bắn đi, cho bắn đi. Phải cứu. Bắn đi. Mày trốn ở gầm nhà. Còn một thằng đấy. Còn một thằng ném bom vào. Không thấy. Đây đây bên này. Hình như nó cũng nằm ở gầm nhà hay sao? Ui con mẹ nó. Yếu rồi. Trong cái hốc. Tầng 2 anh ơi. Trong góc đấy. Awesome. Hay rồi. Bù láo nó cứt mạnh của em. I'm recalling a teammate. Đây mình. Đấy vừa sinh team mình không còn ai còn hồi sinh luôn. Thế là đẹp luôn. Chip và bo kỳ vong chip. Ở đây anh bắn có 2 sai, anh lên đồi luôn đi. Lên cái đồi bên phải em ơi. Mẹ bọn này nó trốn những góc trí nhờ. Trí thật đấy. Không quả đấy em biết nó đấy thì em ném bom vào quả đấy em không biết nó cơ. Ừ. Tôi nghĩ nó ở nóc ấy, ở gầm nhà, ai ngờ. Có tiếng. Bót quá anh ơi, em đang ăn. À, em đang nghỉ ăn à? Thế anh xin. Em đang ăn. Anh không sao. Ở đây còn một bót nữa. Đây. Nhưng mà mọi người còn đang ở xa lắm, mà chả có xe pháo gì nữa. À đây có con xe ở dưới này. Có xe cơ mà. Đây, thấy không? Đây, tiện thể đón... bắn căng thế. Trận này hết người nhanh nhở? Còn có mấy người kìa. Hết người đấy. À, anh ăn mười mấy hay 20 kill rồi. Hai phần người. Vãi nồi, mới ăn được có 1-2 kill. Ui dồi ôi, sạch sẽ. Mười hai kill đúng không? Một hai kill. Tiếp 12 kill ạ. Ôi dồi ôi. Hộ giá. Kịp không? Ui dồi ôi. Không ạ. Xanh cỏ rồi. Ngày sắc này không? Kêu nó chạy lên nha. Không thấy, chưa thấy. Đây rồi. Nhờn. Còn không em? Còn chứ, chắc chắn. Cái nóc nhà đúng không? Cái nóc đúng không anh ơi? Viền nhà. Nóc 1. Viên con. Không, cứu nó, cứu. Một đầu nữa. Mẹ, cay thế. Nó gạt luôn bạn chip rồi. Rồi, nice rồi.
Hết chưa? Nó phai rồi anh. Ừ. Hết trên này hết rồi, còn dưới không? Mitten quá. Mitten gạt chip kìa. Nó ở đâu nhỉ? Mình nghi thằng bọn này ở trên nóc lắm này. Từ từ anh ơi. Đây, mình vẫn đang từ từ. Không có sự kiện thành ra chúng nó thủ kinh quá. Để mình xuống nào. Ơ, nó không bắn nữa mọi người ạ. Không bắn nữa luôn. Dừng bắn luôn. Còn nó 3 thằng đấy, mình anh cân hết đi. Ô kìa. Ô, nó chạy xe hồi sinh à? Ờ, có khi vậy. Ôi sao. Nó đi hồi sinh thật sinh rồi. Ờ, nó đi hồi sinh. Mẹ nó. Chắc không nhảy lên được nhỉ? Nhảy bên kia anh ạ, đấy. Nó đã hồi sinh chưa? Chưa thấy nó hồi sinh đúng không? Hồi sinh rồi anh ơi. Ở đây, nó quay lại. Xe vào anh. Một thằng. Nó ở đâu đấy? Gạt luôn. Nó ở đâu đấy số 3? Chỗ em. Không thấy. Rồi, hay quá. Bọn này hồi sinh nó ở gần đây thôi. Không, ở dưới phù hồi sinh còn. Ờ, nhưng mà nó phi xe vào đây luôn rồi này. Còn bọn... Không, còn này. Ừ, chắc chắn còn. Hay, clear. Oh, đây là boss sao? Là ní. Hai thằng. Không, thằng này nó bị áp ca. Thì đúng nó rồi, nó không thích hồi sinh, thằng kia cứ bắt nó hồi sinh đấy. Còn hai thằng nữa. Mình nghĩ là nó chỉ ở loanh quanh gần đây thôi này. Ngoài đồng là không còn. Hồi sinh thì hết rồi. Mình nghĩ nó ở đoạn này này. Bởi góc kia nếu mà nó ở góc còn lại ấy, góc gần mình ấy, là nó nghe tiếng súng là nó phải mò tới rồi. Ừ, em chạy sống rồi đấy, giờ có thằng nào kèo đâu. Thì đó. Có xe ở đây này. Không biết có người không? Chắc không à. Ảo thế nhở? Chỗ mình. Đéo đâu nhỉ? À đây anh ơi. Tác đầu này. Em xuất xuống thế nào? Nó chạy vào nhà rồi. Rồi, một thằng. Chỗ em còn một. Đây. Em bắn nốt thằng đấy đi, em bắn nốt thằng này là được. Chết rồi. Em bắn nốt thằng này đến đâu rồi? Không, cái thằng ở gần em cơ. Đây rồi, mình nhìn nó rồi, mình nhìn nó, nó chết rồi. Nó ở đâu đấy? Rồi, xong luôn. Bắn vậy thằng nha. Ui dồi, bạn Squid là công an à? Dạ vâng. Ui dồi ôi, chào chú công an nhá. Rồi em mới 16 tuổi anh ơi. 16 tuổi làm công an? Anh 18 tuổi thì em chả 16. Ok kìa. Thôi mình phải nghỉ đây mọi người ạ.
Mọi người chúc mọi người chơi game vui vẻ nhá. Ok. Tạm biệt mọi người nhá. Ok. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.